thuốc nó không có tác dụng gì cả nếu mà chúng ta không tự chữa lành cho bản thân mình. Đàn ông mà, chúng ta dùng thành quả, chúng ta dùng kết quả, chúng ta dùng những cái mà chúng ta làm được, đạt được để mà trả lời những câu hỏi kiểu như vậy thôi. Không có nền tảng, nền móng vững chắc, không có gốc rễ mà chúng ta thua. Thua ngay từ trong nhận thức, thua từ trong tư duy luôn. Kinh nghiệm chỉ là cái thứ bước xuất phát. Nếu mà bạn không thể giải thích nó bằng cơ sở khoa học được, chúng ta sử dụng cơ thể chúng ta nhưng mà chúng ta biết rất ít về nó. Đến khi nào chúng ta biết về nó rõ ràng rồi thì chúng ta mới sử dụng nó ở một cách hiệu quả hơn, hợp lý hơn rất là nhiều. Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của podcast Người Trong Môn Nghề. Mình là Việt Anh và hôm nay thì mình mời đến đây một khách mời rất đặc biệt, đó là anh Nguyễn Đắc Chí. Anh Nguyễn Đắc Chí thì hiện là founder của Infinity Academy, đồng thời cũng là giảng viên và là người đào tạo của rất nhiều vận động viên cũng như huấn luyện viên. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện về rất nhiều vấn đề, về câu chuyện học hành, về fitness, thậm chí là về tập luyện và về cách để mình có thể có một cuộc sống và có một sức khỏe tốt. Không để các bạn chờ lâu nữa, mình nghĩ là chúng ta cùng làm quen với khách mời ngày hôm nay. Xin chào anh Chí. Nếu mà được giới thiệu về bản thân ở trước các khán thính giả của Người Trong Môn Nghề thì anh sẽ chia sẻ như thế nào? Đầu tiên xin chào Việt Anh và xin chào cộng đồng Spider Room. Cũng đây là một cái cơ duyên thì mình dẫn đội đi thi đấu ở ngoài Hà Nội và được tương tác với mấy anh em Spider Room và đưa ra một cái kết quả là cái buổi podcast ngày hôm nay. Thật ra lần đầu tiên xuất hiện trên podcast của Spider Room thì mình cũng khá là hồi hộp đấy, và cũng không có chuẩn bị gì trước nhiều. Thì đầu tiên mình xin tự giới thiệu về mình. Mình là Nguyễn Đắc Chí. Hiện nay mình là founder là của Infinity Academy. Bên cạnh đó mình là còn là giảng viên thỉnh giảng của các trường đại học. Hiện tại thì mình có kết hợp với nhiều liên đoàn và các đối tác đào tạo ở nước ngoài để đào tạo về đội ngũ huấn luyện viên, personal trainer là PT đấy. Rồi mình có đào tạo các bạn vận động viên để thi đấu chuyên nghiệp. Bên cạnh đó thì mình còn có những cái chương trình và những cái môn học để mà đào tạo về các cái lĩnh vực về sức khỏe, bao gồm cả dinh dưỡng trọn đời hay là các cái vấn đề về dinh dưỡng thể thao. Em thấy anh có một cái tức là tạm gọi là một cái background rất là ấn tượng về lĩnh vực thể thao. Thì em tò mò không biết là anh đến với thể thao từ thế nào và từ thời điểm nào và có cái cơ duyên gì dẫn dắt anh đến với con đường hiện tại. Mình cũng như bao nhiêu cậu trai trẻ khác ngày xưa khi khoảng còn tuổi teen thì ai mà chả thích đá bóng, ai mà chả thích chơi bóng rổ ví dụ. Thì ngày xưa mình có thi đấu, mình có tập luyện và thi đấu võ thuật. Thì cái môn mình theo là môn taekwondo. Nhưng mà sau đó do việc học và nghiên cứu thì qua tới đại học thì mình hầu như mình không có còn tham gia thể thao nữa. Nhưng mà sau đó khi vừa mới tốt nghiệp đại học ra thì cũng có một cơ duyên đã đưa đẩy mình đi đến với phòng tập. Một phòng tập thể hình rất là cũ kỹ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Và nơi đó là nơi hầu như nó đã giúp mình thay đổi cả cái phần cuộc đời từ lúc đó cho đến bây giờ luôn. Em thấy anh nhắc về học và nghiên cứu. Thì anh học và nghiên cứu ở đây là sao? Ok. Thì mình cũng xuất phát từ dân lớp T, tức là lớp chuyên toán. Anh là dân chuyên toán. Dân chuyên toán. Hôm trước em vừa phỏng vấn một bạn chuyên toán xong. Và em thực sự, một lần nữa em phải nói là em cảm thấy rất ấn tượng với những người có background là chuyên toán. Tại vì thường là em cảm giác mọi người có một cái cách thức tiếp cận vấn đề và xử lý rất là logic. Không biết là anh Chí phải là người như thế không, nhưng mà ok, sorry vì em ngắt lời, nhưng mà vâng, anh là dân chuyên toán rồi sao nữa? Anh là dân chuyên toán, anh cũng có trải qua nhiều cuộc thi học sinh giỏi các cái môn toán và hóa. Sau đó thì anh học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh và sau đó anh lấy bằng thạc sĩ cũng tại trường luôn. Ngay vừa lúc tốt nghiệp đại học là anh đã tham gia giảng dạy rồi, vì đối với anh hình như cái việc dạy đó là cái mà anh cảm thấy mình có thể làm tốt nhất trong cuộc đời của anh. Anh nghĩ anh có hai việc anh làm tốt nhất, đó là việc học cho bản thân mình và thứ hai là việc dạy.
Đó về góc độ cá nhân của anh thôi. Giảng dạy của anh ở thời điểm đó, như anh nói là ra trường bắt đầu giảng dạy, là dạy bộ môn gì ạ? Anh dạy rất nhiều bộ môn, rất nhiều môn trong cái chuyên ngành của anh. Anh dạy từ giải phẫu, sinh lý cho tới là dược lý, hóa dược, dược lâm sàng ví dụ. Anh có thể dạy về thực vật, dược liệu, rồi các cái bệnh lý, về sinh lý bệnh ví dụ. Tức là nó hoàn toàn không liên quan gì đến những gì anh đang làm, hay là nó liên quan đến một cách nào đấy mà em chưa nhìn thấy, bởi vì bây giờ anh lại đang giảng dạy và đào tạo là huấn luyện viên rồi vận động viên, tức là nó là thể thao, em gọi là khoa học thể thao đi. Cái câu hỏi của Việt Anh á thì cũng giống như rất 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 nhiều người hỏi anh cái câu đó. Người ta cứ nghĩ cái ngành, cái nghề cũ của anh là một cái ngành, cái nghề mà cao quý, và ngành thể thao ví dụ huấn luyện viên này nọ là một cái ngành anh không dám nói là không cao quý, nhưng mà có vẻ là được xếp phía sau. Thì anh không nghĩ như vậy. Anh không nghĩ như vậy. Thứ nhất là tại thời điểm này anh rất hạnh phúc với nghề của anh. Thứ hai á, là anh nghĩ một cái chuyện là nếu mà không có những năm tháng học đại học, không có những cái giây phút mà mài đũng quần ở giảng đường, ở phòng thí nghiệm, ở bệnh viện, thì anh không có tư duy, anh không có kiến thức để mà phục vụ cái ngành, cái nghề hiện nay anh đang làm. Tức là hầu như là anh có một cái sức phát điểm khác hơn với rất nhiều bạn bước chân vào ngành thể thao. Tức là anh đã có rất nhiều thời gian để anh nghiên cứu về cơ thể con người. Và chẳng những là từ các cái chúng ta thấy ở bên ngoài, chẳng hạn như một cái chuyển động về cơ bắp, về này nọ, nhưng mà anh lại đứng ở một cái góc độ sâu hơn, nằm ở tới sinh học phân tử ví dụ, tới tế bào. Anh hiểu được cách vận động của tế bào như thế nào, cách mà sinh ra cơ bắp ví dụ, và cách cơ thể chuyển động như thế nào để mà tạo ra sự tối ưu nhất đó. Cho nên anh hy vọng lúc mà anh dạy và đào tạo thì anh sẽ đưa đến cho học trò của mình, là các bạn vận động viên, các bạn huấn luyện viên, những góc nhìn mới nhất và sâu nhất về cái chính cơ thể của họ. Vì hầu như là chúng ta sử dụng cơ thể chúng ta, nhưng mà chúng ta biết rất ít về nó. Đến khi nào chúng ta biết về nó rõ ràng rồi thì chúng ta mới sử dụng nó ở một cách hiệu quả hơn, hợp lý hơn rất là nhiều. Em thấy đấy là một cái background khá là bất ngờ. Và thực ra cái câu chuyện khi mà anh bắt đầu bước vào cái lĩnh vực thể thao này thì thời đó là anh bao nhiêu tuổi ạ? Anh bắt đầu đi tập gym ở một cái phòng tập đó. Thì lúc đó là anh 26 tuổi. Lúc đó anh đang làm luận văn tốt nghiệp cao học. 26 tuổi là bắt đầu đi tập. Nhưng mà sau đó thì chắc chắn phải có một cái gì đấy dẫn đến câu chuyện là anh bắt đầu rẽ hướng hoàn toàn sang ngành fitness đúng không? Hay là khi mà anh chuyển hướng như vậy thì anh có phải dừng tất cả việc giảng dạy các thứ của mình ở... Thật ra việc anh hỏi ngay một cái câu hỏi mà anh có lẽ phải trả lời rất là dài. Vâng, anh cứ thoải mái, mình có cả buổi chiều mà. Thì cái thời điểm mà giờ anh tốt nghiệp đại học ra, các bạn biết mà, chúng ta luôn luôn có những cái đợt khủng hoảng về nhân dạng bản thân. Chúng ta không biết mình là ai, chúng ta đang muốn làm cái gì, và chúng ta muốn trở thành một con người như thế nào. Thì cái giai đoạn đó anh bị vấp váp. Thuật ngữ của cộng đồng Spider Room thường hay nói là bị đời vả cho mấy phát đấy. Thì lúc đó anh thật sự là anh gục ngã về mặt tâm lý. Và anh phải trải qua một cái đợt, hai đợt điều trị về tâm lý, và anh phải dùng thuốc. Nhưng mà đến một ngày thì anh lại nhận ra được là thuốc nó không có tác dụng gì cả nếu mà chúng ta không tự chữa lành cho bản thân mình. Vô tình thì anh thấy một cái trang web về thể hình ngày xưa, thì anh mới quyết định đi tập. Thì đứng về góc độ khoa học á, thì cái việc tập nó giúp cho não chúng ta tiết dopamine. Và chính cái dopamine đó nó giúp cho anh vượt qua được cơn rối loạn lưỡng cực, đặc biệt là vào những giờ chiều. Giờ chiều á, thì anh thường hay bị tụt mút. Năm nay là tụt mút do thiếu dopamine cái thời điểm đó. Các bạn không biết đâu, cái cảm giác mà khi mà mỗi buổi chiều xuống, ánh hoàng hôn vừa buông xuống và đèn vừa lên đấy, thì hầu như những cái người mà bị rối loạn tâm lý như anh là
giống như một cái xác sống ấy, sụp đổ hoàn toàn. Và chính vì vì đó anh mới nghĩ là mình phải tự chữa cho mình. Anh đi đến phòng tập, trong phòng tập lúc đó là một phòng tập phổi thôi, nhạc sập sình, nhạc Vina House, nhạc sập sình, rồi những người anh lớn mồ hôi nhễ nhại này nọ kiểu, và anh tham gia vào, anh được tập luyện với họ. Sau một thời gian anh cảm thấy tuyệt vời quá, đúng là không có gì hơn là tự mình trị mình. Và chúng ta, và anh đã điều trị không dùng thuốc. Từ đó anh mới thấy cái việc tập luyện cực kỳ hay, và sau đó anh mê nó, anh mê nó. Có một giai đoạn thì anh không còn làm việc ở Sài Gòn nữa, và anh quay trở về quê hương của mình, tức là Cao Lãnh Đồng Tháp. Và anh dạy ở một trường cao đẳng y tế Đồng Tháp. Khi anh về trường cao đẳng y tế Đồng Tháp thì khi mà anh dạy á, anh thường hay ngồi nhìn ra cái khung cửa sổ, anh nhìn lên bầu trời, nhìn mây trôi, thì anh lại nghĩ không lẽ mình cả đời mình cứ như vậy hoài sao? Đáng lẽ mình phải bay như áng mây trên kia kìa, tự do tự tại, bay thiệt là cao, thiệt là xa, để mà có thể nhìn ngắm thế giới nữa và làm được rất là nhiều chuyện. Thì anh dạy ở Đồng Tháp gần 2 năm, và trong thời gian đó anh có xây dựng một cái phòng tập tại nhà. Và anh coi cái phòng tập đó như phòng lab của anh vậy. Phòng lab tức là sao? Tức là anh bắt đầu đào sâu, anh nghiên cứu về việc tập luyện, và anh tự lấy cái đó anh trải nghiệm cho bản thân mình. Và xin lỗi cái này, khách hàng học trò của anh ngay tại cái phòng tập đó tên là phòng Đại Long, giống như chục bạch. Xin lỗi, giống như chục bây bạch giờ cũng muộn rồi, không sao. Thì anh áp dụng những phương pháp tập luyện mới nhất và anh có thể nghiên cứu được, anh áp dụng cho tất cả bọn họ, và cũng đạt được một số thành công không nhỏ đấy chứ. Ở phòng tập đó mà anh đào tạo được một nhà vô địch Việt Nam, anh đào tạo được vài cái huy chương châu Á của bộ môn powerlifting. Rồi lúc đó thì vì anh không biết đâu, anh đi dạy mà, rồi cái phòng này giống như là một cái công việc part time của mình thôi, và thu nhập từ cái phòng thì rất là ít chứ không mấy đâu. Mà lúc đó anh cũng mơ lắm. Anh mơ cái gì? Anh mơ làm sao mà nhắc đến ngành gym, ngành fitness tại tỉnh Đồng Tháp là người ta biết tới Đại Long và biết tới anh. Nhưng mà sau đó anh cảm thấy chưa đủ thỏa chí. Có một câu thơ của Chế Lăng Viên nè: lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con đấy. Thì lại có một cơ duyên kế tiếp nữa. Một buổi sáng hôm đó anh nhận được một cú điện thoại của một bạn KOL trong ngành thể hình fitness, và bạn đó đề nghị anh là tham gia giảng dạy trong một cái khóa đào tạo về mảng dinh dưỡng, về mảng sinh lý thể thao. Thật ra vì anh cũng biết là trước khi anh đi về tỉnh làm việc thì anh có một cái lấn cấn với cái bạn KOL đó. Lấn cấn ngồi gần cái bạn KOL đó. Lúc đó anh đứng giữa hai sự lựa chọn. Một là anh mặc kệ, anh không tham gia nữa. Hai là anh sẽ nhận lời bạn KOL đó, và khi đã nhận lời thì mình phải làm đến nơi đến chốn. Và vì anh cũng biết là anh chọn cái đáp án thứ hai. Vâng. Anh muốn skin in the game, anh lao đầu vào nó. Thì những năm tháng đó anh xách giỏ, anh đi lên Sài Gòn dạy vào mỗi cuối tuần. Và lớp đó là lớp NutriFort, và anh dạy tận gần 40 khóa cho NutriFort đó. Sau đó lại một cái ngã rẽ cuộc đời nữa là anh có em bé, và anh mới suy nghĩ nếu mà mình cứ như một con gà ở trong một cái ổ gà thì làm sao con mình nó thành đại bàng được. Thế là cũng những ngày này nè, cũng những ngày tháng tư này, anh đặt bút, anh viết, ký vào cái đơn xin thôi việc ở trường đại học ở trường cao đẳng y tế Đồng Tháp. Thì lúc đó anh nhận được cái đơn chấp thuận cho xin thôi việc ngay ngày sinh nhật của anh luôn,
ngay ngày sinh nhật của anh luôn. Và anh xem cái ngày sinh nhật đó giống như là một ngày là sinh ra một Nguyễn Đắc Chí mới vậy. Sinh ra Nguyễn Đắc Chí mới vậy. Rồi đó là sau đó là những tháng ngày anh xách ba lô, xách giỏ đi lưu lạc, gọi là lưu lạc bốn bể, kết nối anh em mọi người và đi truyền bá những cái kiến thức mà mình đã học tập được qua bao năm tháng. Thì dần 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 đến ngày hôm nay, và anh ngồi đây để mà nói chuyện về người trong buôn nghề với các bạn Spider-Man. Em nghĩ là mình chắc là mình đã cắt đi khá nhiều những cái thông tin từ sau cái khoảnh khắc đấy. Em khá tò mò và chắc là mình sẽ phải tìm hiểu thêm một chút. Nhưng mà em tò mò một cái khía cạnh như này, tức là khi mà anh viết cái đơn xin nghỉ việc đó, rõ ràng là anh sẽ phải suy nghĩ và cân nhắc khá kỹ đúng không? Và nhưng mà sau đó, ví dụ như sau khi mà anh quyết định thay đổi trong công việc đấy, thì anh có phải đánh đổi những gì? Anh đánh đổi cũng khá là nhiều thứ đó. Được anh à? Anh đánh đổi khá là nhiều thứ. Nhưng mà đôi khi anh nghĩ một cái sự lựa chọn nào đó thì luôn luôn mình phải chấp nhận sự đánh đổi. Khi anh tốt nghiệp đại học ra thì anh được học bổng đi du học tiến sĩ thẳng luôn. Đi học tiến sĩ luôn, không qua cao học là thạc sĩ nữa. Nhưng anh cũng bỏ. Anh quyết định ở lại đi nước ngoài. Đúng rồi, anh quyết định anh ở lại. Tại vì gia cảnh của anh nó cũng hơi đặc biệt một tí, là anh không có sống chung với ba mẹ từ bé. Thì anh sống với hai người bà nhận nuôi anh từ 4 tháng tuổi. Nhận nuôi anh. Thì bây giờ thì hai bà đã ngấp nghé 85 tuổi hết rồi. Và cái thời điểm đó cách đây khoảng 10 năm thì hai bà cũng đã 70, 80 tuổi rồi. Sức khỏe hai bà kém. Và lúc đó ông nội của anh cũng đang mắc ung thư. Cho nên anh làm một cái quyết định mà ngay cả thầy của anh, một người thầy cực kỳ mà anh cực kỳ yêu quý, là một vị giáo sư, thầy cũng rất tiếc nuối đối với cái quyết định đó của anh. Tất cả bạn bè xung quanh và đặc biệt cái người mà anh nghĩ là tổn thương nhất là hai bà của anh. Tại vì hai việc anh cũng biết mà, ở nhà anh thì không có giàu có gì, nhưng mà anh cứ về nhà anh xin tiền học, xin tiền mua sách, học bất cứ thứ gì, miễn học, học cho đàng hoàng là hai bà anh đều cho hết, trừ đi chơi thôi. Muốn học cái gì cũng được, học. Trong đầu của hai bà anh chỉ học thôi, học để mong anh sau này trở thành người có ích, hoặc là chí ích cũng là trang trải cho cuộc sống bản thân và làm giàu cho bản thân, ví dụ. Thì khi mà anh đứng trước một cơ hội đó, ngàn năm có một đó mà anh bỏ, thì hai bà anh thất vọng lắm. Đó là thất vọng đầu tiên của hai bà. Và anh nghĩ cái mà thất vọng nặng nề nhất của hai bà của anh đó là lúc mà anh viết cái đơn thôi việc đó. Hai bà buồn lắm. Anh biết hai bà buồn lắm. Và anh im lặng. Đôi khi anh nghĩ là anh sẽ trả lời cho hai bà biết bằng hành động của mình. Thì khi mà anh mở cái phòng tập tại nhà, rồi anh đi dạy khắp nơi, và sau đó có một cái hiệu ứng tốt, anh em bạn bè học trò từ khắp nơi ở đất nước đi về cái phòng của anh ở dưới quê và chơi, có khi là đi ngang đó ghé thăm anh. Ví dụ có cả bạn Dũng nè, ở tận Hà Nội, bỏ vào trong nhà anh ở cả một năm trời. Cả một năm trời luôn. Thì anh nghĩ là dần dà với những cái kết quả, anh chưa dám nói là anh thành công, nhưng mà một số kết quả đáng khích lệ mà anh nhận được, và hai bà anh thấy là cháu mình nó cũng làm được một cái gì đó, không uổng công mà mình đã cho nó ăn, cho nó học từ đó tới giờ, chí ít là nó làm được người tốt. Nói về người tốt thì nó hơi khó, nhưng mà nó đang làm người tốt hơn so với bản thân nó của ngày hôm qua, và biết đâu được là nó đã giúp được cũng khá nhiều người cũng tốt hơn được. Thì dần dà trở đi, gần đây hai bà anh bắt đầu gọi là chấp nhận với quyết định của anh, và cảm thấy dù gì đó cũng là quyết định của nó. Hãy cho nó sống hết với đam mê của nó, sống hết sở thích của nó,
và sống với cái mà nó cảm thấy là nó giỏi và nó làm tốt được. Khá là gian trưng đấy. Câu chuyện khá là em nghĩ là cũng rất nhiều người khi mà theo đuổi và chấp nhận đánh đổi. Ví dụ như kể cả bọn em thế thôi, khi em làm Spy Room cũng là rất nhiều đánh đổi, cũng sẽ có những người gia đình cũng có, người thân có. Nhưng được cái thì gia đình em chẳng hạn thì luôn luôn ủng hộ, nên là em có một cái may mắn như vậy. Nên thực sự khi mà mình vượt qua được những cái rào cản kiểu như vậy thì em nghĩ là mình phải có những cái sự quyết tâm rất là lớn. Anh cũng có nói về câu chuyện ban đầu mọi người có vẻ là không ủng hộ lắm. Đó là hai người mà anh nghĩ em nghĩ là có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời anh, đó là hai bà cụ, đúng không ạ? Thì có một cái gọi là một cái sự kiện gì hay là một cái câu chuyện gì đấy liên quan đến cái cái việc này không ạ? Khi mà mọi người cảm thấy như là không ủng hộ lắm hay gì đó. Thì anh muốn kể câu chuyện này nó hơi vui tí thôi. Tại vì ở nhà anh thì ở trong khu phố, và bà anh thì cũng có rất nhiều cháu khác, thì họ thường hay đến nhà và hỏi hai bà anh: Chí dạo này nó sao rồi? Nó ăn nó hồng chi dữ lắm rồi, bây giờ nó lại đi tập tạ không vậy? Sao thấy suốt ngày xách giỏ đi du lịch, có đi làm gì không hay thất nghiệp? Thì anh nghĩ mà cái người mà nghe mà cảm thấy chói tai nhất là hai bà anh. Thì hiển nhiên nó giống như một cái gì đó nó cào xé vào hai bà anh. Anh nghĩ là vậy. Nhưng mà anh thường hay bâng quơ là anh nói, anh trả lời với câu hỏi là, câu hỏi đó của họ là anh, dạo này anh thất nghiệp. Ủa, em ngày xưa hồi mọi người hay hỏi em Spy Room, em cũng bảo là để đỡ phải giải thích, em cũng bảo là thôi em đang thất nghiệp. Có vẻ đấy là một cái gọi là câu trả lời mẫu rất nhiều người đang tìm đường. Thì thôi, đàn ông mà, chúng ta dùng thành quả, chúng ta dùng kết quả, chúng ta dùng những cái mà chúng ta làm được, đạt được để mà trả lời những câu hỏi kiểu như vậy thôi. Thật ra họ không có ý xấu gì đâu. Người Việt mình mà thường hay quan tâm, nhưng mà nó hơi quá mức một tí xíu và hơi đi sâu vào những cái góc khuất của một người khác mà chúng ta vô tình chúng ta chạm vào thôi. Vâng. Mà anh hoàn toàn tự hào và rất hạnh phúc khi mà anh làm việc này. Vâng. Rồi bây giờ anh thấy trong ánh mắt của hai bà anh có niềm vui rồi đấy. Có niềm vui. Thấy anh có thể lo lắng cho gia đình nhỏ của mình, anh có thể tự trang trải cuộc sống bản thân, và anh đang bù đầu với công việc chứ không phải thất nghiệp nữa. Bây giờ thất nghiệp có nghĩa là bảy nghiệp rồi chứ không phải là mất nghiệp nữa. Vâng. Khi mà mình lựa chọn cái quyết định đấy thì cái cách nhìn của mọi người này nó cũng là một loại áp lực. Nhưng mà ngoài cái áp lực đó ra thì anh còn có gặp cái áp lực nào khác không ạ? Ví dụ như em ngày xưa chẳng hạn, ở khi làm Spy Room thì có một áp lực rất lớn với em là áp lực tài chính chẳng hạn thế. Và nó cứ đeo đẳng suốt một thời gian dài. Không biết là trong trường hợp của anh thì nó có những cái áp lực kiểu gì ạ? Anh nghĩ thì anh không có áp lực tài chính giống như Spy Room. Tại vì cái tài sản của anh chỉ có cái đầu thôi. Hầu như anh không có cái gì trong tay cả, cho nên cũng không có gì để mất. Vâng. Ngoài lòng tự trọng và tự tôn thôi. cho nên những áp lực thì áp lực đầu tiên là những cái người mà yêu thương mình, những người yêu thương mình gửi gắm hết hy vọng vào trong mình mà mình lại làm không đúng ý họ, mình cảm thấy mình làm họ tổn thương. Đó là một trong những cái mà anh cảm thấy cắn rứt. Cái thứ hai đó là những người ghét mình. Việc anh cũng biết đó, khi mà mình đưa một cái gì đó mới vào, thì vào trong trường lớp ví dụ, trong đào tạo, thì luôn luôn có những cái conflict, tức là những va chạm đó mình không mong muốn. Đôi khi mình chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình, đem những kiến thức khoa học thể thao mới nhất để áp dụng cho tất cả mọi người này nọ, nhưng mà chắc chắn nó sẽ va chạm với những cái old school, tức là những cái quan điểm cũ, những cái nôm na là có thể là những sai lầm. Thì chúng ta biết rồi, xã hội luôn luôn vận động. Ngày hôm nay mà chúng ta không cập nhật được cái mới thì chỉ tích tắc ngày mai thôi là mọi thứ nó thay đổi lại hoàn toàn luôn, có khi thay đổi cả một cái thái cực luôn.
Và khi mà anh rao giảng những điều mới, anh bị va chạm nhiều. Bị va chạm nhiều. Có người còn lên mạng nói anh là thằng lăng băm. Có người còn kêu anh là kẻ phản ngành. Ví dụ vậy. Các bạn có biết không, chẳng hạn như trong môn powerlift, thì khi mà anh là một trong những người tập powerlift đầu tiên mà huấn luyện tại Việt Nam, thì khi mà tập một cái bài tập mà bây giờ các bạn coi nó rất là cơ bản, đó là bài deadlift, thì ở cái thời điểm đó khi anh dạy, anh đào tạo mấy bạn huấn luyện viên những cái kỹ thuật cơ bản nhất của một chuyển động cơ thể con người, là gọi là functional movement, thì deadlift là cái bài nằm trong khoảng 6 cái bài chuyển động cơ bản đó. Thì khi anh dạy, rất là nhiều vận động viên và rất là nhiều huấn luyện viên cũ nói anh dạy sai, dạy tào lao, dạy này nọ. Rồi năm qua tháng, đến hiện tại thì nhà nhà deadlift, người người deadlift. Tức hồi đấy là mọi người không deadlift, mọi người nghĩ người không là deadlift. Cái đó là sẽ bị chấn thương lưng, sẽ này, sẽ nọ. Đó là những năm bao nhiêu anh? Cũng mới đây thôi em, khoảng 2015 tới 2018, 2019. Đưa một môn mới, theo đuổi một môn mới và dạy những kiến thức mới, chắc chắn sẽ va chạm. Anh kể một cái chuyện vui như thế này. Cách đây một năm thì Liên đoàn MMA Việt Nam mới thành lập. Mới thành lập và Liên đoàn tổ chức cái khóa dạy đầu tiên để đào tạo huấn luyện viên. Thì anh là giảng viên đứng dạy về cái mảng strength and conditioning. Khi anh vừa đứng anh giảng bài ở trên giảng đường ấy, thì ngay lập tức ở phía dưới đã có một cái anh chàng vận động viên Mai Thái viết Facebook, viết status trên Facebook và chửi thẳng anh luôn. Xong sau đó còn thách đấu anh lên sàn để mà đánh với họ. Thật ra khi mà anh tham gia lớp đó, anh cũng đã chuẩn bị trước tinh thần. Chuẩn bị trước tinh thần là sẽ có những cái phản ứng trái chiều. Và anh hoàn toàn ok thôi. Luôn luôn sẽ xảy ra những cái chuyện đó. Cũng gần đây luôn là vui lắm. Thì anh nhận lời, anh dạy giải phẫu và sinh lý cho một cái lớp yoga. Đào tạo mấy bạn huấn luyện viên yoga. Thì cái người tổ chức lớp đầu tiên họ cũng nói với anh là thầy cũng nên chuẩn bị tinh thần. Tại vì yoga và gym này nọ, mọi thứ nó đều đối chọi với nhau. Thì anh nói ok, cứ để anh làm. Và kết thúc khóa học đó thì mọi người hầu như được, tất cả đều bị thuyết phục bởi những kiến thức mà anh nói trong chương trình dạy. Tức là những kiến thức của anh nói trong chương trình dạy, nó là những kiến thức đã được chứng minh khoa học đúng không? Đúng rồi. Mọi người cứ nhìn như thế này nè. Tất cả đều bắt nguồn từ gốc rễ. Tất cả đều bắt nguồn từ cơ thể của con người. Từng cái chuyển hóa, những cái phản ứng hóa học trong cơ thể và những cái chức năng sinh lý của cơ thể thì ai cũng như ai cả. Rồi sau đó chúng ta, khi mà chúng ta nắm vững cái gốc rễ đó rồi, sau đó chúng ta mới phát triển lên và mới phân nhánh ra môn tập thể hình, môn tập powerlifting, môn weightlifting, môn yoga, môn pilates, rồi các cái môn bóng đá, bóng rổ, bóng này nọ khác. Đó chỉ là cái ngọn và các cái nhánh của một cái cây thật là to, với cái gốc to là kiến thức khoa học về cơ thể con người. Chỉ có vậy thôi. Mà nếu mà đã từ một gốc sinh ra thì có gì đâu mà để cãi nhau. Để mà cái nhánh cây này lại mắng cái nhánh cây kia, mắng qua mắng lại, cuối cùng không được gì cả. Thì anh luôn luôn muốn tất cả mọi thứ đưa về basic nhất, về foundation. Cái cơ bản đó nó sẽ giúp cho chúng ta có thể phân nhánh ra. Khi đó chúng ta đơm hoa kết quả một cách tuyệt vời hơn rất là nhiều. Không có nền tảng, nền móng vững chắc, không có gốc rễ là chúng ta thua. Thua ngay từ trong nhận thức, thua từ trong tư duy luôn. Khi nói về khoa học thể thao thì mọi người cứ nghĩ nó cao xa lắm. Không, nó là cỗ máy của mình. Mình xài nó hàng ngày đấy nè. Khi mình hiểu được nó thì từ cái việc tập luyện và thành tích của mình cũng khác hẳn hoàn toàn. Anh nói cái này thì có vẻ sẽ đụng chạm khá là nhiều người, nhưng mà các bạn hãy nhớ một cái câu ở trong phòng tập thường hay ghi là train hard or go home.
Vâng. Đáng lẽ trước cái chữ train hard đó, các bạn nên thêm chữ train smart. Tức là tập luyện một cách thông minh, tập luyện một cách bài bản, tập luyện một cách có khoa học. Thì try hard tức là cần cù đấy, nó chỉ nằm ở phía sau thôi. Chúng ta phải thông minh trước, chúng ta phải bài bản, phải khoa học trước. Mà muốn làm sao, muốn smart thì chỉ có việc học thôi. Học từ gốc rễ, học từ nền tảng. Mọi thứ nó sẽ được giải thích và ứng dụng tuyệt vời hơn. Em rất là đồng tình với cái quan điểm này, bởi vì em cũng có một quá khứ cũng tập luyện thể thao. Em tập thể dục dụng cụ khoảng 10 năm, cũng đi thi đấu, cũng có huy chương quốc gia. Và em nhận thấy là kể cả ngay từ trong những cái thời điểm đấy luôn, em luôn nhận thấy là ví dụ các bài tập của mình thực ra là nó dựa trên kinh nghiệm là chính. Ví dụ ngày xưa thầy đã từng tập những bài như thế, tập với số lượng như vậy, thì bây giờ học sinh, học trò cũng sẽ tập những cái như vậy. Nó là vấn đề thời điểm nữa, vì hồi em tập thì cách đây cũng khá lâu rồi. Nó chưa, tức là những cái thứ gọi là khoa học thể thao nó chưa được phổ biến như bây giờ. Thì em có cảm giác rằng nó là như vậy. Thì không biết là ở thời điểm hiện tại thì mọi thứ đã thay đổi chưa, hay là với cái trải nghiệm của anh thì anh cảm thấy là nó vẫn như vậy và nó đang rất là chậm. Anh nghĩ là chúng ta đang từ vùng trũng mà đi lên, đang từ. Và chẳng những anh mà có rất nhiều bạn trẻ hiện nay với đầu óc, tư duy, kiến thức và nhiệt huyết rất là tuyệt vời. Mấy bạn trẻ, kể cả anh và những bạn ở Infinity của anh, đang góp phần vào việc làm nó tốt hơn. Thế nào là tốt thì khó mà nói được, nhưng mà anh đảm bảo mỗi ngày nó đều đang tốt hơn. Về khoa học thể thao thì đứng về góc độ chuyên môn một tí, anh thường hay nôm na ví von như vậy. Chúng ta hiện nay chỉ đang dừng ở cái dạng như là một người nông dân cầm cuốc đi ra đồng và cuốc đất hàng ngày. Trong khi ở các nước phương Tây, người ta đã lái máy bay để người ta đi xịt thuốc rồi. Người ta làm cơ giới hóa, công nghiệp hóa hết rồi. Cái chúng ta thay đổi là gì? Anh nói với em là ở Việt Nam chúng ta có thể là không có cái nền khoa học cơ bản tốt như ở nước ngoài được. Nhưng mà chúng ta hãy đứng trên vai người khổng lồ. Chúng ta lấy kiến thức của họ, chúng ta mới đặt vào để huấn luyện, để tập luyện, để trải nghiệm. Khi đó chúng ta mới có kinh nghiệm. Thì anh hay có một cái câu đùa thôi, ở trong Infinity của anh đó, là kinh nghiệm chỉ là cái thứ bứt sọt rác thật. Nếu mà bạn không thể giải thích nó bằng cơ sở khoa học được, không thể hệ thống hóa nó lại được, và không thể đem nó ứng dụng cho những trường hợp khác được. Đôi khi bạn nói bạn tập như vậy, đẹp, tốt đấy, nhưng bạn ứng dụng cho người khác được không? Có thể bạn là một cá thể đáp ứng được với việc đó, còn những cá thể khác thì sao? Đấy, cho nên kinh nghiệm, ok, tuyệt vời. Nếu đi kèm đủ với trải nghiệm và kiến thức để khoa học hóa nó, thì nó sẽ xịn sò hơn rất là nhiều. Chẳng hạn như hồi nãy anh nói là người nông dân cầm cuốc đi ra đồng. Thì người nông dân chúng ta chỉ thường hay có câu nè, cào cào, cái gì, chuồn chuồn, bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Nhưng mà người phương Tây á, người ta không có nhìn cái kiểu đó. Người ta đo độ ẩm không khí, đo này đo nọ, các cái thông số này nọ bằng con số đàng hoàng. Tất cả những con số không bao giờ nó láo, trừ cái người nghiên cứu nó láo thôi. Cho nên anh tin vào những con số. Anh từ dân toán ra và làm nghiên cứu khoa học cũng gọi là chắc cũng phải 8 năm. Khoảng 8 năm tại anh tốt nghiệp cao học đấy. Thì anh cũng có làm một số cái nghiên cứu. Thì anh nghĩ là những con số và con số là từ đâu có, con số là từ thực nghiệm mà có. Đây, mà đã thực nghiệm á, thì bạn phải có phương pháp luận, bạn phải có phương pháp nghiên cứu, bạn phải biết đánh giá và kết luận những cái nghiên cứu đó. Hiện nay ở trên ngành thể thao nói chung và ngành gym riêng, fitness gym này nọ các kiểu, thì các bạn cũng tiếp cận khoa học rất là nhiều rồi. Tức là đọc báo nghiên cứu khoa học này nọ rất là nhiều. Nhưng mà các bạn còn một cái lỗ hổng là làm sao để mà minh định được thật hay là giả
một cái nghiên cứu khoa học đó không phải nghiên cứu khoa học đăng lên báo, đăng lên trên tạp chí, tạp sang này nọ kiểu là đúng đâu, không phải. Nó chỉ là một cái nghiên cứu dưới góc độ kết luận và đánh giá hay là biện luận của cái tác giả đó thôi. Đôi khi số liệu đó, ngay từ đọc phương pháp luận thôi, thấy số liệu đã thấy ảo rồi. Ví dụ vậy. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại tin sai cổ. Thì Việt Anh cũng biết đó, trên thế giới này bất kỳ cái quan điểm khoa học nào cũng vậy, đều tạo nên một cái sự tranh cãi, tranh luận. Luôn luôn có chánh, có tà, ví dụ. Có ánh sáng, có bóng tối. Tức là bạn mà muốn tạo nên một cái tư duy ngược chiều thì luôn luôn có những bài báo hay là nghiên cứu khoa học ủng hộ của bạn. Nhưng lấy cái kiến thức đó, bạn phải trải nghiệm để đúc kết được cái kinh nghiệm riêng cho bản thân bạn, xem nó đúng hay là sai, chứ đừng có vội tin. Cho nên mình hay gọi là học giả đó. học giả tức là giả phải thiệt mới được. Vâng. Mà thiệt đó thì chỉ có trải qua cái việc là bạn phải trau dồi kiến thức, thứ hai là bạn phải có thời gian để trải nghiệm, khi đó bạn mới đúc kết cái kinh nghiệm được. Em tò mò một chút, hai câu hỏi đi. Một là trau dồi kiến thức của anh về chuyên môn như thế nào, và trau dồi cả những kiến thức bên ngoài chuyên môn. Bởi vì em có cảm giác anh Trí là một người không chỉ hiểu biết mà nó là cái nhu cầu về việc phát triển bản thân và phát triển kiến thức rất là lớn. Thông qua cuộc nói chuyện này em cảm giác như vậy, thì em tò mò không biết là anh học như thế nào. Anh chỉ có một điều nhắn nhủ với cộng đồng Spider Room luôn, thì các bạn phải luôn luôn đọc, hầu như là đọc bất kỳ cuốn sách nào mà rơi vào tay bạn, hay là bất kỳ cuốn sách nào bạn mò được ở trên mạng. Nhưng mà đọc bất cứ quyển nào thì có sợ bị tạp quá không anh? Nó sẽ tạp. Sẽ có những cuốn. Nó sẽ tạp. Giống như bên ngành gym fitness bây giờ có rất nhiều group, rất nhiều page chia sẻ kiến thức này nọ, mọi thứ. Nhưng mà có một số cái page và một số group người ta viết những cái thứ mà anh nghĩ là khi anh đọc xong anh nghĩ là hình như là người ta chả biết họ đang viết cái gì luôn. Đấy. Dẫn đến cái việc là nên đọc cái gì, thì cái câu đầu tiên của anh nghĩ là nên đọc hết để mà dung nạp kiến thức. Thứ hai là bạn phải hệ thống hóa được kiến thức. Có rất nhiều bạn anh tiếp xúc được, rất nhiều bạn cũng làm PT, cũng làm coach thời gian rất là dài rồi, hỏi thì dường như là biết đó, nhưng mà lọt chọt chỗ này bị hỏng, chỗ kia bị hỏng, không thể giải thích được vì sao, như thế nào, chỉ biết vậy thôi. Đó là bạn bị hỏng kiến thức. Cho nên ở trong Infinity của anh á, anh đào tạo theo hệ thống. Ví dụ anh dạy một chương trình dinh dưỡng về thể thao, một chương trình dinh dưỡng đó trong cái giới của anh á thì một chương trình khá là nổi tiếng. Tại vì sao? Tại vì anh đòi hỏi về cái chương trình dinh dưỡng nó rất là nhiều. Không phải dinh dưỡng, nó chỉ nằm ở cái dạng là viết meal plan. Không phải. Anh muốn hướng đến tất cả những các bạn vận động viên và cả huấn luyện viên hiểu về cơ thể mình. Hiểu ở đây tức là sao? Tức là thức ăn đó, nó đi vào trong cơ thể của mình, nó sẽ làm gì với cơ thể của mình. Và ngược lại, cơ thể mình làm gì với thức ăn đó. Với góc độ là phải học từ sinh học tế bào, học từ sinh lý, học từ sinh hóa, để biết coi tế bào đó nó nhận cái chất đó, ví dụ như nó nhận đường vào trong đó, nó xử lý như thế nào. Rồi chẳng hạn như là nó sẽ phân giải chất béo, rồi nó vận chuyển đi đâu, hay nó làm cái gì để mà chất béo đó có thể tạo thành năng lượng được cho chúng ta hoạt động. Từ những cái kiến thức cơ bản đó, gọi là cơ bản nhưng mà khó nhận lắm đó. Tại vì đa phần các bạn đều bị hỏng môn sinh và môn hóa của thời cấp 2, cấp 3. Đấy, có nhiều bạn còn bây giờ em học với thầy em mới hiểu, hồi nhỏ em học sinh với hóa để làm cái gì. Nói cái này không đùa chứ, ở trong Infinity của anh đó, ngay cả mấy bạn mà gọi là cận kề với anh nhất, hiện nay trong kho sách nhà bạn có những cuốn sách sinh, cuốn sách hóa từ lớp 8 trở đi, để các bạn ngồi các bạn đọc lại. Chúng ta ngày xưa chúng ta học nhưng mà chúng ta không biết chúng ta đang học cái này để làm cái gì. Hồi xưa anh cũng bị chát vậy đó. Anh thi đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh thì anh cũng học sinh học hóa, anh giải bài, anh làm toán cực kỳ hay, kiến thức rất là dữ, nhưng mà anh chả biết áp dụng vào đâu để làm gì cả. Nhưng mà sau này khi mà tốt nghiệp ra rồi bước chân vào ngành thể thao,
nó lại cho anh cái câu trả lời. Và từ đó anh lại yêu thích cái việc học hơn rất là nhiều. Anh hay nói đùa với bà anh đó, ngày xưa con học vì hai bà, nhưng mà hai bà không biết đâu, bây giờ con học là vì con thích. Con say xưa đọc lắm, con thích dữ lắm luôn. Và đây là cái niềm đam mê của con. Tại vì con học bây giờ con có thể đem rao giảng lại cho những thế hệ sau. Và hiển nhiên con có thể kiếm được tiền, kiếm để trang trải cuộc sống của con. Em có cảm giác như là cái background về học thuật của anh nó là một cái lợi thế khi anh bước vào lĩnh vực mới, ở đây cụ thể là lĩnh vực thể thao. Tại vì em thông qua cuộc nói chuyện em cảm nhận anh là một người có cái tư duy rất là khoa học và hệ thống, logic. Đấy là cái mà em có ngay lập tức có thể cảm nhận được. Nhưng mà ví dụ nếu mà mình nói rộng ra đi, nếu mà không phải là ngành thể thao chẳng hạn, hoặc là không cần phải là câu chuyện ngành dược đi, thì theo anh là ví dụ mình mà đi học đại học thì nó có lợi ích gì cho câu chuyện, mặc dù mình biết rằng sau này mình có thể chuyển ngành giống như anh đang chuyển. Em nghĩ là anh là một người đã trải qua chuyện đấy, anh sẽ nắm được rõ nhất. Câu hỏi này cũng là một cái câu rất là trend trong cái thời, trong cái khoảng những tháng 4, tháng 5 này. Tại vì cái bọn trẻ sắp sửa thi tốt nghiệp học đại học. Người trong nghề bọn em là một thương hiệu mà tập trung vào, tức là cung cấp những câu chuyện thật, người thật, việc thật về hướng nghiệp để cho các bạn có thể tìm ra được cái góc nhìn tốt nhất. Nên là em nghĩ rằng đây là một vấn đề rất nhiều bạn gặp phải. Tức là khi mà mình lựa chọn nghề nghiệp thì mình gọi là chọn theo gia đình thôi, hoặc là mình chọn theo bố mẹ gì đó, mình cũng không thực sự hiểu. Và khả năng cao, rất rất cao, vì mình không hiểu nên là khả năng rất cao là mình sẽ phải thay đổi. Và nhưng mà chắc chắn là bây giờ thì các bạn chuẩn bị phải vào đại học. Và rõ ràng là em muốn được biết quan điểm của một người mà đã vào đại học, đã gọi là vượt qua, thậm chí lên tận thạc sĩ, và đến cuối cùng thì vẫn làm một cái khác biệt hẳn. Thì liệu rằng là những năm tháng đại học đấy nó có lợi ích hay không, và lợi ích của nó cụ thể như thế nào, để các bạn yên tâm hơn hoặc là không yên tâm lắm, em cũng biết. Thì anh cũng hỏi trả lời câu hỏi của Việt Anh như thế này, và cũng muốn gửi gắm cho cộng đồng Spider Room của mình, đặc biệt là các bạn trẻ đang đứng ở cái ngưỡng tuổi 18 này, vài tháng nữa là các bạn bước chân vào những cái kỳ thi quốc gia để mà đến ngưỡng cửa đại học. Thì anh chỉ có một cái lời khuyên như thế này, các bạn phải học, mấy bạn học. Và anh đồng tình với cái quan điểm là không phải đại học là cái nơi mà mấy bạn quyết định sự thành công trong cuộc sống của mấy bạn sau này. Học ở đây á, anh nói nè, là bạn đầu tiên mà phải học cái mà bạn mê cái đó. Các bạn mê cái đó. Thứ hai á, là bạn học cái gì? Đầu tiên bạn học cái bạn mê. Vì khi mà bạn học cái bạn mê á, thì bạn sẽ trải qua cảm giác giống như anh hiện tại. Anh mê tập luyện lắm, anh mê thể thao lắm. Đưa bất kỳ cuốn sách nào, học trò tặng sách với anh là anh đọc ngấu nghiến, nó có khi anh bỏ cả đêm ra để anh đọc một quyển sách. Thứ hai á, là các bạn phải quan điểm như thế này. Người ta nói học, học nữa, học mãi. Học thì không chỉ từ sách vở không, mà bạn học từ trường đời nữa, từ những kinh nghiệm của những người khác và trải nghiệm của bản thân mấy bạn. Học luôn cả từ những sự va vấp trong cuộc sống hàng ngày. Các bạn cũng biết như thế nào. Chúng ta phải làm gì? Học thì muôn vàng, muôn vẻ cách học, kiểu học. Hầu như các bạn đều đang bị vướng ở một cái chỗ là 18 tuổi, các bạn bị khủng hoảng nhân dạng của bản thân. Thì mình nghĩ trong cái thời gian này, ở Việt Nam mình gấp gáp quá. Vừa học cấp 3 xong, đau đầu với tất cả những môn hóa sử địa này nọ các kiểu rồi. Các bạn không có cái cơ hội để các bạn trải nghiệm cái gì cả. Cho nên bạn đi học, bạn đăng ký trường đại học này, trường đại học nọ, ai cũng nghĩ mình học trường này ra sau này có việc làm ngàn đô, học trường kia việc làm ngàn đô ví dụ. Không có đâu mấy bạn. Mấy bạn phải dành thời gian tìm hiểu, rồi bạn gia nhập vào cái ngành, cái nghề đó, thử ở một cái cấp độ thấp nhất. Ví dụ như
có một cái phong trào trên thế giới hiện nay là gap year. Vâng. Bạn nên dành một năm ra để trải nghiệm, để mà đi xem xét hoặc là để tham gia vào luôn cái trò chơi người ta gọi là skin in the game. Bạn phải dây máu và phải ăn phần vào đó, bạn mới hiểu nó và bạn mới tự self check lại xem bạn có thật sự đam mê cái đó hay không. Mà anh muốn đi thẳng vào cái câu hỏi của Việt Anh một chút xíu. Học đại học đấy. Học đại học có lợi ích gì không? Vâng, kể cả xong cái chuyện khi mình chuyển ngành chuyển nghề chẳng hạn. Đúng rồi. Sau khi chuyển ngành chuyển nghề thì anh khẳng định với tất cả các bạn là học đại học cực kỳ có ích. Có ích ở đây là gì? Có ích ở đây là tư duy. Tư duy. Trong những năm tháng học đại học, các bạn sẽ có những cái tư duy, chẳng hạn như tư duy làm việc nhóm, tư duy tự học. Tư duy tự học cực kỳ quan trọng nha mấy bạn. Cực kỳ quan trọng. Và đặc biệt đối với anh, riêng về anh thì anh có tư duy của một cái người có làm nghiên cứu khoa học. Cho nên anh tiếp cận sách vở, tiếp cận những nghiên cứu khoa học mới, anh có một góc độ, một góc nhìn khác. Và như các bạn biết đó, nếu mà anh không có những kiến thức cơ bản nằm trong những năm tháng ở trường đại học y dược, thì hầu như khi mà anh bước chân vào trong ngành thể thao thì anh phải và phải nhiều sự khó khăn hơn rất là nhiều. Hầu như là anh thường hay nói với học trò của mình là anh được may mắn hơn thôi. May mắn hơn thôi. Cuộc đời nó rung rẩy, anh vào trường đại học anh học. Cho nên anh được may mắn là có một cái sức phát điểm xa hơn mấy bạn một tí. Xa hơn mấy bạn một tí. Như vậy thôi à. Chứ anh chả thấy một cái lợi ích gì ngoài cái tư duy, cái đầu và những cái kiến thức cơ bản mà anh đã được học. Em nghĩ thực ra đấy là cốt lõi để cho mình có thể đi xa đấy. Và thực ra nó là cốt lõi để tạo ra sự khác biệt. Em đúng nghĩ rồi. Vậy anh sẽ khác biệt với hầu hết những người có thể là có background hoàn toàn là về thể thao. Em nghĩ vậy. Và cái con đường anh đang đi hiện tại nó cũng thể hiện điều đấy. Anh cũng muốn gửi gắm cho một số bạn mà muốn bước chân vào ngành thể thao, chẳng hạn như muốn làm personal trainer ở các phòng gym hoặc là muốn làm coach. Thì các bạn biết đó, bây giờ ở trên mạng lúc nào cũng quảng cáo cái nghề PT là cái nghề lương nghìn đô. Nhiều nghìn đấy chứ, em thấy nhiều nghìn đô, nhiều nghìn đô, quảng cáo kinh lắm. Và với cái mức lương đó, anh đảm bảo với mấy bạn là khi họ quảng cáo là đã gấp mấy lần một bác sĩ tốt nghiệp ra trường. Và họ gieo vào đầu mấy bạn là cái này học nhanh lắm, học nhanh lắm, khoảng chừng vài tháng là các bạn có thể ra làm lương nghìn đô rồi. Nó đánh vào trong cái tâm lý của mấy bạn là sự hời hợt, ăn sỏi ở thì. Anh nói thẳng với mấy bạn luôn, ngay cả tới thời điểm này, càng học nhiều vô và đọc nhiều vào, anh cảm thấy mình không biết gì cả. Mỗi lần đọc một cuốn sách mới, lại có những kiến thức mới. Có khi bẻ lại những kiến thức cũ nữa. Đấy, cho nên cái việc bước chân vào ngành làm PT, personal trainer ví dụ, lương ngàn đô hay không thì anh chưa dám đảm bảo. Nhưng anh đảm bảo cho tất cả các bạn biết đó, là con đường phía trước đầy chông gai. Chông gai lắm. Tại vì khi mà họ quảng cáo là lương vài ngàn đô thì bạn biết rồi, lợi ích nhiều thì mật ngọt, thì ruồi đến nhiều. Anh cũng là một trong những con ruồi đó. Thì anh mới nói cho các bạn nghe là dù làm ruồi thì cũng phải có học. Có học chúng ta mới biết cách tiếp cận cái mật đó như thế nào. Chúng ta mới biết được những sự nguy hiểm. Chẳng hạn như có một ai đó đang cầm một cái cây bị đập chúng ta, ví dụ. Đấy, tức là làm gì? Vòng cũng phải học thôi. Và học thì mình học sẽ phải thôi. Và phải học qua năm qua tháng. Chứ không có học đùng ra vài tháng làm lương vài ngàn đô đâu. Ngay cả anh bây giờ hỏi anh lương tháng bao nhiêu, anh không có dám trả lời là nghìn đô đâu. Làm gì có. Và các bạn có biết là anh đào tạo rất nhiều PT, trải dài từ Nam chí Bắc ra tới hải đảo luôn đấy. Nhưng mà anh nói thẳng, nói thật với mấy bạn là anh chưa có trải nghiệm cuộc sống của một người làm nghề PT bao giờ. Vì nghề PT, ngoài cái kiến thức chuyên môn ra, các bạn còn phải làm một việc là chạy số. Kinh doanh mà, phải có số. Bạn không có số thì số ở đây tức là
bạn bán được hợp đồng trong một tháng đó bao nhiêu, ví dụ bạn không có số thì chả ai quan tâm cái chuyên môn của bạn cả. Cho nên cuối cùng qua đi quẩn lại, chúng ta phải vừa học, chúng ta phải vừa làm, chúng ta phải skin in the game, dây má ăn phần vào cái cuộc chơi của mình. Rồi vào luôn luôn mang tâm thế là học, học nữa, học mãi đấy. Vâng, em thấy anh vừa chia sẻ về PT này, về fitness, em cũng, đấy là một chủ đề mà em cũng đang có rất nhiều câu hỏi hỏi anh. Vì em thấy là fitness nó là đang hiện giờ đang là một ngành phát triển rất là mạnh ở Việt Nam. Thực ra khi mà mọi người có điều kiện kinh tế hơn và quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn thì em thấy là nó đang phát triển rất mạnh. Thì song song với đấy thì một điều em quan sát được, không biết là đúng hay sai, là em thấy cũng sẽ có nhiều thông tin, nhiều luồng thông tin, nhiều quan điểm, thậm chí là có nhiều chuyên gia xuất hiện. Trên thực tế thì em nghĩ số lượng chuyên gia, gọi là chuyên gia thật ấy, thì chắc là nó cũng không được nhiều như thế. Mà rất nhiều người thì có thể cũng giống như anh bảo đấy, có thể là học một vài ba tháng hoặc học một vài ba gọi là kiến thức về mặt bề mặt thôi, nhưng mà không thực sự đi sâu vào để hiểu được bản chất, đã tương đối là có thể là có ảnh hưởng luôn. Em nghĩ vậy. Thì anh nghĩ thế nào về thực trạng này? Liệu nó có tồn tại không, và mình có thể làm được gì nếu trong một cái biển thông tin như vậy? Câu hỏi của Việt Anh, nếu anh trả lời mà câu này thật cũng... tâm của anh á thì nó sẽ hơi đụng chạm khá nhiều đấy. Vâng, tức là anh cứ thoải mái, tại vì thực ra câu hỏi này em nghĩ là một câu hỏi không phải là em gài anh đâu. Đúng rồi, là không phải câu hỏi để gài, nhưng mà thực sự nó là một câu hỏi mà em cảm thấy rằng là cần thiết phải hỏi để mấy bạn trẻ trong Spider Room có một góc nhìn tốt hơn. Đúng rồi. Thì anh nghĩ một cái chuyện như thế này nè, có một cái câu nói rất là hay là chuyên gia là gì. Các bạn thường hay dịch cái chữ specialist là chuyên gia. À, chuyên viên thì đúng hơn. Đúng. Chuyên viên thì nó đúng hơn. Specialist nó có nghĩa là một cái người đã học về cái đó rồi. Vâng. Còn một cái nghĩa mà expert, tức là cái người chuyên gia, thì nó phải được một cái chuyện như nè, là phải được những người có chuyên môn công nhận. Công nhận về cái kiến thức, về cái kinh nghiệm của cái người đó. Đó mới là cấp bậc chuyên gia. Trên mạng xã hội bây giờ thì mấy bạn biết rồi, có vô vàn nền tảng, vô vàn kênh để mà có thể làm hình ảnh. Và chúng ta biết chân lý, đặc biệt là chân lý về học thuật, nó không nằm trong tay số đông. Có thể một cái bạn nào đó xưng chuyên gia và đứng lên để phát biểu trên một cái kênh YouTube hoặc là một cái kênh TikTok, vài trăm ngàn follow, có khi vài triệu follow luôn. Nhưng không phải bạn đó nói đúng. Không phải bạn đó nói đúng. Và chưa kể họ cố tình nói sai để mà họ dẫn dắt mấy bạn. Cho nên làm gì làm, các bạn phải minh định. Minh định ở đây tức là sáng suốt trong sự lựa chọn. Lựa chọn cái gì? Lựa chọn người mà các bạn nghe theo. Lựa chọn quyển sách mà các bạn đọc. Lựa chọn người bạn mà bạn chơi. Đấy. Lựa chọn thầy của mấy bạn. Mà muốn lựa chọn cho tốt á, thì nó lại quay về cái chuyện cũ nữa. Muốn lựa chọn cho tốt thì bạn phải học, bạn có kiến thức, rồi bạn mới trải qua quá trình lựa chọn đó, có đúng có sai. Từ từ bạn mới có kinh nghiệm để bạn lựa chọn. Yeah. Ví dụ như bạn lên mạng, bạn nghe một cái vấn đề, một cái chuyên gia đó nói, nếu mà bạn là người không đọc, người không học, thì bạn nghe chuyên gia đó nói thì bạn sẽ tin liền. Có một cái câu đùa của bọn nhỏ trong Infinity của mình đó, là học với thầy Chí xong ra đường đỡ bị dụ. Từ đó mình lấy cái đó mình làm một trong những cái tiêu chí của mình, tức là mình giải làm sao cho bọn trẻ ra đường, đầu tiên khoan hả kiếm tiền kiếm lợi gì hết á, đầu tiên là đừng bị dụ cái đó. Ví dụ như dạo gần đây có một cái video một cái làn sóng tẩy chay ở trên Facebook về một cái đơn vị kinh doanh là America Clinic. Họ dùng phương pháp gì đó, và phương pháp siêu âm đa tầng gì đó, và họ thuê rất là nhiều diễn viên và nghệ sĩ nổi tiếng đến để quảng cáo cho họ. Cuối cùng bây giờ họ bị bóc mẻ. Nếu mà bạn không có kiến thức về tập luyện, về dinh dưỡng, về tăng cơ giảm mỡ này nọ kiểu, thì bạn nghe những cái quảng cáo đó ngay lập tức là bạn tin liền. Hoặc là gần đây mình lướt reel á, thì mình thấy có một bác rất là già rồi, lớn tuổi rồi, và mình tôn trọng bác ở một cái vị trí là mình là
một đứa trẻ con so với bác. Nhưng mà những cái kiến thức mà bác truyền đạt ở trong đó nó lại sai. Ví dụ như bác nói về voi thì bác dạy người ta đều điều trị voi cột sống, gai cột sống. Voi đúng, à, ta, đúng rồi, hóa các thứ đúng không? Gai cột sống bằng cách là sẽ gõ vào nó, gọi là tán, rồi sủi, dần tán sủi. Dần tức là dần cho cái voi đó nó nghe mềm ra, rồi tán, rồi sủi. Ở dưới rất là nhiều người tin. Nhưng mà khi bạn hiểu được là cơ chế sinh bệnh, tại sao lại hình thành voi, rồi nếu mà cái chuyện của cái bác đó truyền đạt là đúng, như vậy khi mà dần tán nó rồi thì voi đó nó đi đâu, ví dụ vậy. Hoặc là có rất là nhiều tình huống ở trên mạng mà các bạn cũng biết rồi, phương pháp thuận tự nhiên để điều trị ung thư này nọ các kiểu. Thì nếu mà mấy bạn không đủ kiến thức, không được trang bị đầy đủ kiến thức, thì chắc chắn với những luồng thông tin đó chắc chắn bạn sẽ bị gạt. Em cũng rất đồng tình với quan điểm này. Tại vì em nghĩ là mình, tức là nền khoa học nó được xây dựng trên rất 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 nhiều, tức là nó cũng là đứng trên vai của người khổng lồ. Nó cứ dần mà nó tích lũy rất nhiều năm. Và nếu mình gọi là phủ nhận khoa học bằng những cái thông tin, tức là nếu mình không có một cái nền tảng đủ tốt để có thể suy luận và có thể đưa ra những cái nhận định tốt thì rất dễ. Bởi vì cái việc mà tạo ra một cái thông điệp nào đấy nghe có vẻ lọt tai và nghe có vẻ hợp lý thì em, thực ra cá nhân em nghĩ là nó không khó. Tức là bạn sẽ luôn luôn có thể tạo ra một thông điệp như vậy. Nhưng mà rất nhiều người cố tình tạo những thông điệp như vậy để vì những mục đích nó không tốt. Và nếu mình không có kiến thức thì thực sự là mình sẽ rất dễ rơi vào các cái cạm bẫy kiểu như vậy. Em rất là thích cái quan điểm đó của anh. Và em nghĩ rằng là rõ ràng là chúng ta, nếu mà tất cả chúng ta mà tiếp cận câu chuyện không chỉ ở fitness nói chung hay không chỉ tập luyện nói chung đâu, mà chúng ta tiếp cận tất cả những cái vấn đề của cuộc sống với một cái phương pháp luận, một cách thức nó hợp lý, thì em nghĩ là mình sẽ có một cái xã hội và mình sẽ có một cái cuộc sống mà nó tốt hơn. Em nghĩ vậy. Nãy giờ mình nói các thứ có vẻ là hơi căng thẳng, cũng hơi sợ là cũng hơi có nhiều thứ tương đối tiêu cực. Vậy thì bây giờ em nghĩ là mình sẽ đổi không khí một tí, mình nói về những thứ tích cực một chút đi. Thì trong cái quá trình mà anh có đào tạo, anh đào tạo rất nhiều người đúng không ạ? Thì có những, anh có thể kể ra một số cái tên không ạ? Và ví dụ như, đấy là một câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai của em là, nó có những cái khoảnh khắc, hay là chắc chắn là ngoài những khoảnh khắc áp lực khó khăn, em nghĩ anh cũng có chia sẻ câu chuyện và bị phản đối này nọ, đó là những cái khó khăn. Nhưng mà chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc mà anh cảm thấy rất là cảm động hoặc là tự hào. Thì anh có thể chia sẻ một khoảnh khắc như thế được không? Thì trong quá trình dạy á, thì quan điểm của anh thì anh chẳng những dạy mấy bạn kiến thức ha, mà anh còn là mentor, tức là anh định hướng cho mấy bạn phải làm thế nào cho tốt hơn, cho chính bản thân các bạn tốt hơn. Thì anh không dám nói anh là người có đạo đức hay là gì cả, nhưng mà anh luôn luôn hy vọng học trò của anh và những người xung quanh của anh tốt, chỉ vậy thôi. Đôi khi ngày 27 tháng 2 hay 20 tháng 11 mình nhận được những cái tin nhắn của học trò, chẳng hạn như cảm ơn thầy, thầy đã khiến em có một cái ngã rẽ cuộc đời và em cảm thấy em hạnh phúc với ngã rẽ đó. Hoặc là có một cậu nhắn tin cho anh nói, thầy, từ khi em mà đi theo thầy á, em không còn phải suy nghĩ về tiền đổ xăng nữa. Tức là bây giờ ngày xưa là em không có tiền em đổ xăng luôn đó, bây giờ em đã tuyệt vời rồi. Thì bao nhiêu đó nó mang lại cái một trong những khoảnh khắc hạnh phúc của anh. Rồi đôi khi thấy có thể giúp đỡ được cái ai đó, chẳng những trong cái việc học không, mà đôi khi tâm sự chia sẻ với họ thôi, khi mà họ thay đổi được thì mình cũng vui. Có một số bạn học trò thì đầu tiên anh cũng có thể kể đến bạn Dũng đang ngồi sau lưng này. Đây là một cái chàng trai trẻ giống như mấy bạn vậy đó, đang học Đại học Kinh tế Quốc dân thì phải. Thì vô tình gặp anh năm 2018, và bạn nói một cái câu giống như trong chuyện, trong phim Người trong giang hồ ấy. Anh Chí, em đi theo anh. Rồi sau đó bạn, sau đó một cái buổi sáng nọ, cái anh vừa thức dậy thì nhận được tin nhắn là anh Chí, em đang đứng trước cửa nhà anh. Nhà anh ở tận dưới quê. Ở Đồng Tháp. Đúng rồi, bạn đó bỏ Hà Nội đi vào trong đó.
ở trong đó cả năm chỉ để học để tập thôi. Nhưng mà khoảng thời gian đó thì anh lại lo gây dựng Infinity, cho nên anh cũng gọi là bỏ bê bạn. Sau đó một năm thì bạn vô tình, không ai là bạn bị bệnh. Thì sau khi bạn bệnh thì anh em sống với nhau và yêu thương nhau hơn ngày xưa nữa. Và anh nghĩ nếu mà anh không thay đổi, anh vẫn còn là một anh giảng viên ở dưới trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, thì anh không có được những thứ như thế này. Anh cảm thấy là anh biết ơn nhà gym vì nó giúp anh kết nối, giúp anh lan rộng những cái sở trường, những sở thích, đam mê của anh cho tất cả mọi người. Bên cạnh đó thì còn có một số bạn khác, chẳng hạn như Vi là bạn một bạn nữ rất dễ thương, xinh lắm. Đi theo anh, đi theo thì nó không đúng, gọi là đồng hành với anh chắc cũng vài năm nay rồi, 4-5 năm nay rồi. Vi đi đồng hành với anh từ khi anh chưa có Infinity nữa kìa, chưa có Infinity nữa. Cô gái tuyệt vời đấy. Và bây giờ thì những lớp dạy anh sẽ từ từ anh giao lại cho Vi, từ từ giao lại cho Vi để san sẻ bớt công việc. Hy vọng là ngày đó Vi sẽ xuất hiện những cái podcast của Spider Room. Có vẻ là có nhiều điều để bạn tâm sự lắm đấy. Một cô gái học đại học, cũng bỏ học đại học, xong lăn lộn giang hồ đấy. Ở trong team của anh thì gọi là cái staff đi, tức là một cái nhóm thân cận nhất của anh, thì đa phần là mấy bạn, anh hay đùa là đứt gánh giữa chừng. Đi học vài năm, 2-3 năm xong cái cũng khủng hoảng, không biết làm gì. Xong sau đó nghỉ ngang rồi bắt đầu dấn thân vào ngành gym. Mà các bạn có biết á, ở tuổi trẻ của mấy bạn á, đôi khi anh nhìn mấy bạn, anh mơ lắm. Anh mơ ước gì ở tuổi của mấy bạn á, anh có một mentor. Ngày xưa làm gì có khái niệm mentor. Mentor ở đây không phải là ông thầy dạy kiến thức cho mấy bạn. Mặc dù thầy là tuyệt vời, nếu mà thầy làm được thêm một chuyện nữa, đó là định hướng cho mình đi. Tại vì ai cũng biết rồi, chúng Phật dạy là chúng ta phải tự cầm đèn mà đi, chứ không ai đi giùm mình được cả. Và cái người mentor là người chỉ cho mình, định hướng cho mình để mình đi. Ước gì ngày xưa ở cái tuổi của mấy bạn anh có một mentor. Anh chưa dám anh xưng là anh là mentor của mấy bạn, nhưng mà ngược lại thì anh ước khi mà anh bằng tuổi của mấy đứa, anh có một mentor đó, để anh bớt phải va vấp hơn, bớt phải tổn thương hơn, bớt phải rơi nước mắt hơn vì những cái chuyện không nên. Nhưng mà bù lại thì em nghĩ là vì anh đã tổn thương, đã rơi nước mắt và đã trải qua những chuyện đó, nên là nó lại giúp cho những gì anh đạt được bây giờ nó có những cái trải nghiệm rất đặc biệt. Tức là đương nhiên em cũng nghĩ vậy. Nếu mà đôi khi em nghĩ lại, em cũng thấy thế. Nếu mình có mentor chẳng hạn, hay nhiều mentor hơn, thì có thể là mình sẽ dễ dàng hơn. Đúng. Nhưng chưa chắc cái điều dễ dàng đấy nó đã là thứ phù hợp với mình. Cho đúng nên rồi. Là cái gì là quá khứ thì chúng ta coi nó là quá khứ, và chúng ta trân trọng tất cả những gì đã xảy ra. Em nghĩ như vậy. Em nghĩ là mình đã nói khá nhiều về fitness, về thể thao, về những lựa chọn trong cuộc sống. Mà anh Chí là một người có một câu chuyện em nghĩ là rất rất thú vị và có rất nhiều ngã rẽ đặc biệt. Mình có thể chuyển sang phần mới đi, mình sẽ nói một chút về cái ứng dụng. Bởi vì anh, dù sao anh cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực thể chất này. Em thì, đây em có thể kể cho anh luôn, bây giờ em đang gặp vấn đề cuộc vai gáy. Nói chung là nó cứ rất là cứng, bởi vì rõ ràng là dân văn phòng thì suốt ngày ngồi 8 tiếng, 10 tiếng, thậm chí em là một người làm việc khá nhiều, em còn ngồi nhiều hơn cả 8 tiếng. Thì đôi khi ở trong cuộc sống của em rất là khó để cân bằng, gọi là trong tập luyện hay là kiểu dinh dưỡng các thứ, mình rất là bỏ bê. Thì em nghĩ em không phải là người duy nhất, rất rất nhiều bạn đang gặp vấn đề tương tự. Vậy thì anh có lời khuyên gì không, với tư cách là một chuyên gia, cho những người như bọn em, đấy, ngồi văn phòng này, rồi đôi khi là không có đủ thời gian này, hay có một số bạn không đủ điều kiện kinh tế tài chính để có thể có PT riêng, hay là có một chế độ dinh dưỡng tập luyện riêng vân, thì có thể làm thế nào để cho sức khỏe của mình nó vẫn tốt? Câu này cũng trùng với cái chủ đề mà cách đây đúng một tuần luôn, là thứ bảy,
tuần trước anh làm với một bên là tinh tế.vn, mạng xã hội tinh tế.vn, nguyên cái staff của anh tham gia vào cái việc đó, thì anh muốn đưa đến một cái góc nhìn khác cho một cái cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng tinh tế hay cộng đồng Spider Room mình, một góc nhìn khác về việc tập luyện. Các bạn đừng có nghĩ việc tập luyện là vai u thịt bắp, hay là việc tập luyện chỉ để thay đổi hình dáng, hình thể bên ngoài không. Mà việc tập luyện nó mang đến vô vàn thứ luôn các bạn. Gần đây anh đã đọc một cái câu cực kỳ hay, đó là motion is lotion. Tức là chuyển động, tức là chúng ta phải vận động đấy. Nó là lotion. Lotion là những cái chất dưỡng da này nọ kiểu. Thì có thể coi cái lotion cho cả tâm hồn, tâm lý và cả thể chất mình luôn. Khi bạn tập luyện, những chất dẫn truyền thần kinh, những loại hóc môn tiết ra, nó khiến cho chúng ta xả được stress trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc. Ví dụ như bị sếp Việt Anh dí deadline ví dụ. Vâng, em dí kinh lắm. Nhưng mà thứ hai đó là mình hay đùa một câu thế này, con người sinh ra luôn luôn bị đau. Thứ nhất là đau lòng, thứ hai là đau lưng. Em đang đau rồi, đau lưng. Ok, mà muốn cho hồi nãy là tập luyện nó đã giúp cho chúng ta giải tỏa tâm lý, hết đau lòng đúng không? Thì tập luyện nó giúp cho chúng ta hết đau lưng. Chúng ta không có cách nào khác bằng ngoài cái việc là chúng ta phải tập cho bản thân chúng ta. Dạo gần đây ngay cả dân văn phòng của mấy anh em mình đó, là creator này nọ, digital marketing này nọ, làm trên máy tính suốt. Vâng. Thì mấy bạn có phong trào là dùng những cái ghế công thái học. À đúng rồi, văn phòng của em có mấy cái luôn. Đúng anh rồi. Em mua suốt. Dùng những cái ghế công thái học. Tức là bạn đang dùng những cái ghế để nâng đỡ bản thân mấy bạn. Vâng. Thứ nhất đó, là bạn nâng đỡ nhưng mà liệu nó có phù hợp với bạn chưa? Được không? Có nhiều cái công thái học nó sẽ thi theo đường cong. Đúng rồi. Đường cong, người ta gọi là đường cong sinh lý. Đường cong sinh lý. Của cột sống. Ủa nhưng mà cái sinh lý đó của người khác không phải sinh lý của bạn. Chẳng hạn như anh và Việt Anh đi, hai người có đường cong sinh lý khác nhau. Cho nên ngồi cùng một cái ghế thì sao? Cái ghế đó thứ nhất là phải cân chỉnh được nhiều góc độ. Ha. Và quay lại cái việc là cái ghế nó chỉ nâng đỡ mình thôi. Mà càng nâng đỡ nó lại đánh lừa cái bộ não của chúng ta. Cuối cùng chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải motion. Motion tức là chúng ta có thể dành một cái thời gian khoảng 1 tiếng, ví dụ 30 phút để chúng ta tập những bài tập cơ bản thôi, từ việc hít thở thôi ví dụ. Chẳng hạn như anh có thể dạy cho mấy bạn những cái phương pháp hít thở để mà nó điều chỉnh cái breathing pattern lại, để cho chúng ta thở cơ hoành, chúng ta sẽ kích hoạt được dịch não tủy luôn đấy. Có nhiều cái phương pháp khi mà người ta chụp x-quang, chụp MRI trong cái hơi thở đó, dịch não tủy nó di chuyển nó tới tận luôn. Hoặc là chúng ta có thể ngồi thở và kết hợp với một số phương pháp thiền ví dụ. Rồi bên cạnh đó thì trả lời câu hỏi của Việt Anh đó, thì anh cũng đang hy vọng là Infinity, đại diện là anh, kết hợp với Spider Room sẽ có những cái chương trình khác, chẳng hạn như về tập luyện. Tập luyện ở đây thì đó là một cái dự án mới của anh, thì anh xây dựng những chương trình tập luyện mà dân văn phòng có thể áp dụng được ngay tại văn phòng luôn và không cần phải dụng cụ gì nhiều. Vâng, em nghĩ cái đấy là cái rất hữu ích ạ. Ví dụ như em là em thực sự cần những cái đấy. Đúng rồi, không cho cần cả dụng công ty cụ tập gì nhiều. Đúng. Và anh nghĩ nó sẽ là xu hướng mới. Nó sẽ là xu hướng mới. Cuối cùng á, thì chúng ta sẽ kết luận lại như thế này. Tập gym không chỉ là do đó là tập không đâu. Mà tập gym á, gym là nói, anh nói riêng thôi, chơi thể thao này nó nói chung, nó sẽ giúp chúng ta thay đổi cuộc sống rất là nhiều. Cuộc sống lẫn cột sống của chúng ta rất nhiều. Nhưng mà làm sao tập cho đúng nữa. Làm sao tập cho đúng nữa. Các bạn có thể thấy là có rất là nhiều thứ, chẳng hạn như chạy bộ, các bạn nghĩ nó chuyện rất đơn giản, chỉ chạy thôi, à con người sinh ra để chạy mà. Đúng, con người sinh ra từ đầu để chạy. Nhưng mà qua năm qua tháng, cái cơ năng chạy đó của bạn nó bị lỗi. Chẳng hạn như bạn chạy, chạy xong về bạn bị đau gối. Không phải là cái dạng đơm hay là mỏi cơ bình thường mà đau luôn, đau gối ví dụ. Có nhiều bạn đang bị tổn thương lưng, chạy
sao chạy được. Đôi khi dù đúng là sẽ tốn tiền đấy, nhưng mà đôi khi bạn nên cần có một chuyên gia đi kèm với bạn, chí ít cho là một trong những, trong một cái khoảng thời gian ngắn lúc đầu. Vâng. Để mà có thể đánh giá được tình trạng sức khỏe của bạn, tình trạng chuyển động cơ năng của mấy bạn. Đôi khi bạn chỉ cần học lại cái cách đặt cái bàn chân tiếp xúc với mặt đất thôi là nó đã cứu được cho cái đầu gối của mấy bạn rồi. Rồi cái khớp hông của mấy bạn luôn. Tại vì gãy đổ ở một cái chỗ nào trên cơ thể sẽ gãy đổ toàn bộ. Đau gối dẫn đến đau hông. Đau hông là đau lưng. Đau lưng, đau cổ. Tức là nguyên toàn bộ cơ thể chúng ta đều sẽ đau hết. Nó đến những thứ rất nhỏ. Thực ra đúng, em đúng. Nghe đấy em thực sự cũng rất tò mò. Em nghĩ là tư thế của em cũng có nhiều vấn đề lắm. Nên là có khi em phải hỏi anh thêm sau này. Hôm ở Tinh Tế thì anh có Vi là người nói cái phần đó. Có hướng dẫn cho mấy bạn cách để mà set up một cái bàn làm việc làm rồi, sao cho đẹp nhất, cho tốt nhất. Vâng. Rồi chẳng hạn như làm sao ngồi cho đúng. Làm sao ngồi cho đúng. Vâng. Ví dụ như người ta mình sẽ ngồi trên cái ụng ngồi, trên một cái ghế cứng ví dụ, hoặc là tốt hơn nữa là mình đứng ví dụ. Mình nên đứng là tốt nhất. Cái cách set up tư thế đứng nó như thế nào. Vì là người đã trình bày cái đó và được hưởng ứng rất là nhiều. Em có khi cũng phải đến một ngày nào đấy cũng phải có một cái training gì đấy tương đúng. Tự cho Spy Room thôi. Ok, em vậy cái đợt sau anh ra Hà Nội anh có thể training cho tất cả anh em mình Spy Room mình một. Vâng, em thực sự cảm thấy là đấy sẽ là một buổi cực kỳ hữu ích. Tại vì tình trạng đau lưng mỏi gối của văn phòng em nó đang diễn tiến rất là phức tạp. Chẳng những văn phòng em đâu mà anh nói tất cả các văn phòng trên thế giới này luôn. Vâng, nó là một phần của cái gọi là phát triển công việc ở thời điểm hiện tại. Em thấy thực ra em thì cũng có khá quan tâm về vấn đề này. Bởi vì em cũng gặp nhiều vấn đề về xương khớp thì em cũng có bác sĩ, nói chung là cũng có gặp. Thì em nhận thấy là cái anh bác sĩ đấy anh cũng bảo với em luôn, một ngày nào đấy em sẽ mời anh ấy lên Người Trong Môn Nghề. Anh bảo luôn là thực ra những cái vấn đề của em nó đến từ do cái tư thế rất nhiều. Tư thế mình sai từ những thứ rất nhỏ, chẳng hạn như bây giờ mình cầm một cái điện thoại mình cứ dướn cổ mình xem, hoặc mình cứ cúi mình xem này, đấy là đã ảnh hưởng đây rồi. Đây phải cầm như thế này này. Phải đưa như này, đúng anh bảo đúng là rồi. Phải thẳng lưng như thế này, phải này. Cầm này. Nó như vậy, hoặc là ví dụ mình kể cả mình đi đứng đi lại các thứ, hoặc là cách mình gọi là dậy, ví dụ như mình bê vật nặng đó, hoặc mình đứng lên đúng. Quá là gấp, quá là vội, nó cũng gây ra những cái tích tụ và đến một thời điểm nó sẽ bùng phát. Đôi đúng. Khi mình sẽ bị cái đau gọi là cấp, những cơn đau cấp hoặc là co rút cấp, mình mới tự nhiên mình mới gọi là vỡ òa ra, anh bảo ô hay là do trúng gió hay cái gì đấy, nhưng thực chất thì anh bảo là do mình cứ tích tụ từ những cái sai rất là nhỏ đấy. Rồi ví dụ trong công việc mình bị căng thẳng, tư thế mình ngồi sai, mình cứ mất mình tập trung quá thì cúi này, hoặc là cổ cái nó không đúng theo cái đường cong sinh lý tự nhiên các thứ, thì nó dẫn đến những cái vấn đề như vậy. Nói chung em nghĩ đấy là một chủ đề mà chắc chắn là có thể trong tương lai mình sẽ làm một số gì đấy, chỉ đi sâu vào câu chuyện những cái vấn đề về tư thế này, vấn đề về văn phòng vân vân. Em thực sự nghĩ rằng là cái đấy sẽ là một số tuyệt vời mà mình có thể làm trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì em nghĩ là cái thời lượng của cái buổi nói chuyện này cũng tương đối dài. Em rất là cảm ơn anh Chí vì anh đã dành thời gian cho bọn em và dành thời gian cho cộng đồng Spy Room nói chung, cộng đồng những người khán thính giả đang theo dõi kênh Người Trong Môn Nghề nói riêng. Những cái chia sẻ rất là truyền cảm hứng, và nó những câu chuyện đó, nó cũng rất là chân thật, và kể cả những quan điểm đôi khi có thể nó cũng gai góc, nó cũng tương đối gai góc và tương đối gọi là đặc biệt. Để mình khép lại chương trình đi, em không biết là anh có một cái lời khuyên nào cho các bạn trẻ đang theo dõi podcast Người Trong Môn Nghề hay không? Để cuối chương trình thì anh chỉ có một cái câu để mà tổng kết lại, là không có nghề nào cao hơn nghề nào cả. Nghề nào miễn nằm trong giới hạn đạo đức, nằm trong giới hạn pháp luật, có thể mang lại lợi ích cho bản thân mấy bạn, mang lại lợi ích cho những người xung quanh mấy, và mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội, thì các bạn hãy giữ vững đam mê mà tiếp tục mà làm. Cũng cảm ơn cộng đồng Spider Room, cảm ơn Việt Anh đã tổ chức cái buổi podcast ngày hôm nay. Vâng, em cũng hy vọng là mình sẽ có những buổi podcast khác. Rất 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 trông chờ, bởi vì em nghĩ là còn rất nhiều thứ mà mình có thể trao đổi thêm trong những cái số tiếp theo, maybe như vậy. Như vậy là chúng ta đã vừa trải qua hơn một tiếng nói chuyện với anh Nguyễn Đắc Chí về rất nhiều chủ đề liên quan đến tập luyện thể thao, liên quan đến ngành fitness, liên quan đến cả những
những ngã rẽ cuộc đời. Và mình hy vọng rằng là các bạn đã thu được những cái bài học và những cái kinh nghiệm quý báu từ cái số podcast này. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi hay là mong muốn nào đối với khách mời là anh Nguyễn Đắc Chí hay đội ngũ người trong môn nghề thì hãy để lại comment ở phần bình luận. Bọn mình sẽ xem và hy vọng rằng là sẽ được gặp lại các bạn trong một số khác của người trong môn nghề trong thời gian gần nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người.